một người mà giúp cho 15 người đạt được bí mật thiền tông với lại 30 người đạt chứng chỉ được phong thiền tông sư thành thiền tông gia. Nhưng mà ý con đây không phải là ham muốn được cái đó, nhưng mà ý con muốn hỏi là mình đạt tới cái mức mà giúp được cái số người đó đó là cái mức độ công đức của mình nó nhiều hay là nó ít hay là như thế nào mà được phong như vậy. Hiểu cháu hỏi là cái tiêu chuẩn một người muốn được phong thiền gia thì phải giúp cho ít nhất 30 người đạt yếu chỉ và 15 người đạt bí mật. Nhưng mà ý để cháu không phải là hỏi cái vấn đề mà ấy, nhưng ý cháu hỏi là nếu mà giúp được như vậy đó, cái phần công đức á, cái phần công đức của một người mà được mà giúp 30 người yếu chỉ, 15 người đạt bí mật thì cái công đức là như thế nào mà mới được phong thiền gia? Giáp yếu chỉ thiền tông á thì chiều một điểm đi, bí mật thiền tông 5 điểm. Thì cái nhân lên cái công đức, cái điểm công đức thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa mà phong thiền tông gia này nè là phải do cái người đó yêu cầu để tôi có đủ tư cách tôi giúp người khác. Mà thường thường cái thiền tông gia này phải đạt được cái trình độ này xong rồi mình mới lập ra cái thiền tông thất, mình đứng mình dạy người ta, nó có đủ tư cách, chứ không phải nói về cái phần trong đạo không có cái gì. Nhưng mà tôi nhớ là một người gặp yếu chỉ thiền tông thì giống như một đường một đồng đây, người để bí mật thiền tông thì được 5 đồng, thì tùy theo cái số lớn á mình chuyển. Thường thường mấy người mà thiền gia mà được phong đó thì người ta hoạt động rất thuận tiện, anh có cái thiền tông thấp và đồng thời anh có cái chức danh thì người ta tin anh. Giống như anh đi học mà tôi đâu có cái bằng mà có bằng cử nhân nè thì người ta tin, còn cái anh không có cái bằng gì thì anh nói không được. Nó là tôi đã đạt với một thiền tông và tôi đã được trình độ giải giúp người khác được, người ta căn cứ vào này để giúp, mà dưới điều kiện là phải có yêu cầu người ta mới phong, chứ không phải là muốn phong là phong. Có yêu cầu phong để gì, nhưng mà phong anh phải có nhiệm vụ là anh phải làm việc để giúp cho nhiều người bớt cái mê tín gì đâu thôi, chứ cũng không thiền tâm này không bảo anh bỏ cái gì hết này, mà bớt cái mê tín gì đâu. Chứ mê tín là tin làm sự thật, vậy đâu mà làm những việc kỳ cục kỳ quái á. Mục đích cái thiền tông gia này nè, nó chỉ có ý vậy thôi. Giống như mà ta cắt cho anh có cái bằng rồi anh ra làm cái gì sinh hoạt về cái vấn đề đạo tràng thiền tông nó dễ hơn, anh treo cái bản lên người ta tin anh hơn. Còn nếu anh không có cái bản gì anh nói người ta cũng nghi, ta nghi cái vấn đề có đúng không nha. Giờ thì tiếp tục hỏi. Dạ thưa thầy, thầy cho con hỏi là trong mỗi con người nó có cái học tánh này, thì từ lúc nhỏ mình sinh ra cho tới lúc già đó, thì cái học tánh trong con người không sanh không diệt không cấu không tịnh, nó hằng biết hằng nghe và hằng nói. Nhưng tại sao khi mới sanh ra đó, con người không có biết cái gì mà phải lớn lên rồi mới biết? Xin thầy giảng chỗ đó cho con biết nè. Lên Phật gia chưa? Do bị cái tử cung vô mẹ nó quay, vô tử là gì là chết, cung là cái cung chết, vô là nó quên. Rồi bên ngoài thì bị cái ảo giác của cái tánh người nữa. Rồi 16 thứ tánh người nó quay thì làm sao nhớ được. Bởi vì vô trong này cái tánh Phật nguyên si, đừng có nói chi mà tánh Phật tầu nghiệp nha. Tánh Phật nguyên si vô đây đầu tiên là phải vô ngủ 9 tháng 10 ngày trong cái tử cung ra không còn nhớ. Một lớp thứ nhất. Lớp thứ hai 16 thứ tánh người nó dẫn đi. Rồi thứ ba nữa, cái vỏ bọc của tánh người nó quay bằng điện từ âm dương nó mới tồn tại. Giống như cái vòng tròn ở trên cái không gian nó phải quay nó mới tồn tại cái vòng tròn, chứ nếu nó không quay thì không tồn tại. Vì thế mà cái vòng tròn nó quay bằng điện từ âm dương mới tủa ra được 84.000 cái ảo giác đó. Ba món này làm sao nhớ nổi được. Nhưng mà dần dần nó lớn lên rồi nó quân tập
từ xung quanh giữa con người với nhau. Nếu nó hên, nó huân tập được cái công sức giải thoát thì nó mới hiểu. Còn nếu mà nó huân tập vào trong mấy ông thầy vật lý thì phải thay ổn luôn. Nó chừng nào huân tập được cái công thức giải thoát thì mới mong giải thoát được. Nó phải hiểu vậy. Nấu mà cái 9-8-10 ngày nên cô ra cũng quên rồi. Giống 9-8-10 ngày giống như uống 9 lít rượu. Được cộng thêm uống ngoài, nó luôn quay anh nữa để làm sao anh nhớ nổi. Thì như thế mà mới tập từ từ nó tu, coi là nó huân tập theo cái vật lý. Bởi vì tại sao đứa nhỏ mà nó ở trong cái môi trường mà đạo giáo ấy, thì nó ra nó rất thánh thiện. Nó mà đứa nhỏ mà sanh nhào vào trong cái chỗ mà cái băng đảng ấy, thì nó ra nó hung dữ. Nó vậy đâu là cái nguyên tắc, nó huân tập mà. Có hiểu không? Đó. Hãy hỏi tiếp, không phải từ đóng cửa. Để nào hỏi tiếp không ạ? Chúng ta